có sự cố sợ là gặp chúng người xấu á thì họ có thể là có lòng tham. Lọt mất cái chìa khóa cửa rồi, tới chạc phí là 200 bạc, trắng tanh là mọi người, không có một khách du lịch nào ngoài trừ tụi mình luôn, đó là ghê. Đây là chân dung của một bạn vừa mới quên hành lý. Rồi, quay lại nhìn camera nói gì đi bạn. Tiệt. Hello, xin chào các bạn. Tụi mình vừa tới Bangkok. Bây giờ sẽ đi lấy hành lý. Thì hồi nãy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nói chung là đứng xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ là vừa xong là lên máy bay bay liền luôn. Cũng chẳng biết là tới đúng giờ. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi lấy kiện hành lý xong rồi sẽ bắt xe đi ra Pattaya liền luôn. Cái đám cưới của mình là mình plan hết tất cả mọi thứ trong cái đám cưới, cho nên là Đạt là người sẽ plan cho cái chuyến đi Thái này. Mình không tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà có một số vấn đề xảy ra cho nên là mình đã để quên cái plan đó trên máy tính của mình rồi, mình quên đem về. Tôi đi theo cảm tính, theo ông bà nội để đâu có thấy cảnh này đâu. Bây giờ vô cái nhà keo tiền cho nó quét ra bự luôn. Người đang chào đón mình nhưng mà mình đã make up rồi cho nên họ không nhận ra. Thì hiện tại là chồng mình đang đi lấy sim. Bây giờ là đang rất là rén, thì trên passport thì ghi là Lê Thành Đạt, nhưng mà ở trên cái ứng dụng để mà đăng ký tên thì Lê Thành Đạt lại để là Dylan Lê. Cha nội đi để nickname, giờ không biết có nhận được hay không. So he made a mistake. It was his like his nickname. I put my nickname on there. But it's an app. So that's why I also don't know. But anyway, you cannot. I you need to buy a new one. Can you see what you can do, because? Oh yeah. Yeah. So, yeah. I have my business email. Anh có gì để nói không? Mọi thứ đều là trải nghiệm. Trải nghiệm rút kết thành kinh nghiệm. Anh tên gì? My name is Dylan Lê. Dylan Lê. Nhưng mà tên khai sinh của tôi là Lê Thành Đạt. Thì để cho các bạn an toàn trong các chuyến đi sau thì hãy luôn đăng ký tên thiệt của mình theo passport chứng minh nhân dân. Quá là chán. Bây giờ là mình đã lấy được sim. Nhưng mà lần cuối mình đi Thái thì là đi tour, cho nên là không có nhớ gì hết, bên tour guide hướng dẫn hết. Thì để mà đi ra Pattaya thì hiện tại là các bạn cần phải từ cái cổng chính các bạn đi ra, các bạn phải đi xuống thêm một tầng nữa là tầng 1. Ok, thì hồi nãy là tụi mình vừa đi xuống từ cái thang máy đó xuống tầng 1. Xong rồi sau tầng 1 thì các bạn rẽ trái đi một hồi nữa thì thấy cái bảng ghi là Pattaya. Và bây giờ là chồng mình đang mua vé 1:20. Một vé bao nhiêu tiền? Vé thì là 143 bạc. Đúng 1:10 mình nên có mặt tại cái quầy vé này ngay đây nè. Đấy, thì để mình người ta sẽ hướng dẫn mình đi lên xe buýt. Rồi, thì bây giờ chắc là mình đi vô phút còn mình ăn đi em ơi. Giờ là đi ăn, tại vì quá là đói. Mình sẽ đi vô phút còn ăn. Yeah, Pad Thai here I come. Thật sự là mình thấy là quay vlog như vậy là cũng đã rất là nổi rồi. Mình còn dưỡng cái tóc màu hồng nữa cho nên là ai cũng nhìn hết. Còn người ta review khi mà đồ ăn còn á anh? À biết rồi, ý là nhà cũng biết nó là giỏi rồi. Và cái món này thì là... Cái gì vậy bà nội? Cái màu của mình vậy đó, nhưng mà nó hơi nhạt hơn một tí. Nhưng mà ăn thì cũng được. Thường người ta review khi mà đồ ăn còn á anh. Cái này thì cũng vậy. Thì cái này là nó giống như hủ tiếu bên mình. Nhưng mà cũng ngon, nhưng mà mình thấy chưa thấy cay nha. Ai nói là thấy cay chứ mình chưa thấy cay nha.
Rồi ăn trong food court rất là ngon, nhưng mà mình không có thời gian đi quay từng món cho các bạn. Mà mình nghĩ là mọi người vô đây xong rồi kiểu như là ăn nhẹ để mà có thể là đi chơi tiếp. Mong là tới Pattaya sẽ ăn chơi được nhiều hơn. Đây là nhân dung của một bạn vừa mới quên hành lý, ăn xong mà sắp cái háng đi ra ngoài luôn rồi. Đây, quay lại nhìn camera nói gì đi bạn. Đi. Hai mấy người đó đã ghi lại cái số điện thoại của tụi mình cho cổ rồi,
xong rồi là cổ nói là cổ sẽ chở sẽ thả hai người này xuống, mấy người này xuống xong rồi sẽ quay lại bên mình. Thì lúc này là tụi mình tưởng đâu là ổng là cái số điện thoại đó, cho nên tụi mình có đi Google dịch lại tiếng Thái, nhưng mà sau đó mình biết không phải, là mấy kia ghi là thank you thôi. Xong rồi cái một hồi sau thì là nhắn là cổ đã thả tụi tôi xuống rồi, thì bây giờ cổ lên hay là gọi cho tụi mình này nọ, rồi nghĩa là chúc mình may mắn rồi cái tên, và tụi mình cảm ơn lại. Trời, thật sự là gặp được người tốt luôn á mọi người. 12 seconds later. Ok mọi người, vậy là mình đã lấy được cái camera từ lúc mà mình bỏ quên đó. Rồi mình cũng có xin gọi là chụp ảnh với lại chị rồi. Chị cũng rất là dễ thương nha. Và chị cũng chịu chụp ảnh với mình luôn, mà mình bắt tay với chị nữa. Chị nói mới đầu là chị còn không chịu nhận tiền nữa, mình nói không, cái này là phải nhận. Thì cái này là quá tốt rồi. Bây giờ là mình đi vào để cho vợ mình nó chửi mình. Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại là mình đang ở Pattaya và vợ chồng mình vừa có một bữa tối rất là một bữa tối rất là vui. Thì ăn xong rồi bây giờ mới nhớ là phải đi quay lại. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái cảnh đi vô nhà hàng ở đây ha. Thì ở đây rất rất là được nhiều người biết đến và nhiều khách nước ngoài với lại các bạn Thái Lan cũng ghé đây. Vậy không gian đây rất là đẹp. Đưa ra cho tụi mình mấy cái menu mà nó rất là nhạy cảm, mà kiểu như có hình nữa, mà tụi mình đi cặp đôi, nghĩa là tụi mình đi kế bên nhau luôn, mà kiểu như là họ mời mình xong rồi họ mời Đạt. Mấy cái menu đó các bạn chỉ có thể tìm thấy được ở trên Pornhub hoặc là chỉ quạt thôi. Mà vô đi bộ anh cảm thấy như thế nào? Vui nhưng mà cũng hơi tiếc một cái là buồn, nhưng mà tiếc là không có giúp được cho mấy anh đó một vé menu nào hết, thì cũng hơi buồn. Mấy anh nhiệt tình quá mà. Nhiệt tình quá, rất là muốn ủng hộ một món nào đó trong menu. Là mình đến Paris nha các bạn. Là bỏ một cái tầng rồi đó. Đúng rồi, mỗi một tầng nó sẽ chia thành một nước luôn. Ở trên kia là Italy, Italy các bạn thấy là Italy ở trên đây nè, ở đây bị che rồi. Hello mọi người, thì hiện tại là tụi mình đi vô cái mall ấy, là lúc đầu là tụi mình không có nghĩ là nó sẽ sang xịn mịn như vậy, cho nên là tụi mình bận đồ rất là thoải mái luôn. Đây là bộ đồ của Vi sau khi mà thay xong, và đôi dép cũng vậy nha. Tôi nữa rồi. Anh đừng có bước tiếp nữa được không? Anh ơi,
anh đừng có bước tiếp. Trời ơi, chết chồng tôi rồi. Chết chồng tôi rồi. Đẹp không? Anh có hay chụp hình lại. Anh để màn hình điện thoại đồ đó. No matter what the fuck these hoes talking about, just know you a bad bitch every motherfucking time that you wake up and you look in that motherfucking mirror. All the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk like big boss fit. Pull up in the vet, flooded out my wrist with some ice around my neck. Shitting on my ex, on to the next. He know this pussy. Cause he always come back. I like diamonds shining. Fly me to an island. If I say I want it, then you know he gon' buy it. Vợ chồng mình đang check in. Thì tụi mình mua vé này hình như là qua hay lúc thì phải. Me, show me. Made him blow a bag, spent it all on shoes. Cause all the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, this. Tụi mình sẽ thật sự tận hưởng cái show này ở đây. Có gì xong thì tụi mình sẽ review các bạn sau đó ha. Ok, thì Đạt mới coi xong show của Tiffany Show. Anh cảm thấy như thế nào? Gái đồng tiền nhưng mà hơi buồn một xíu là tại vì còn đẹp hơn con gái. Đẹp hơn con gái? Như vậy là buồn á hả? Nhưng mà, muối được nhưng mà trang phục hay là sao, hay là, ý là review chân thật xíu nào, trời ơi. Trang phục là khỏi nói rồi, trang phục là đầu tư rất là tốt. Anh đứng im coi nè, mình đi xem anh. Tụi nào là phỏng vấn trực tiếp. Thì trang phục thì rất là bắt mắt và đẹp. Mười điểm, người thì là 11. Đi, đứng đây nè. Người thì cho 11 điểm luôn. Trang phục 10 điểm, người cho 11 điểm hả? Người rất là đẹp nha, người rất là đẹp, dáng mà gọi là ướp gì cháy, lấy cái cặp giò nó gắn qua cho người yêu tôi, của vợ tôi, chưa quen. Em cũng muốn vậy. Lấy cặp giò với cái eo nó gắn qua. Anh xin giùm em đôi dài thôi cũng được, nó đôi dài quá là lấp lánh luôn. Bác lại xin cho. Show này khá là hay. Nếu mà được thì mọi người đi coi để ủng hộ, tại vì họ rất là tâm huyết với nghề. Rất là đẹp.